Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá, ngày 2 tháng 1 Nhận định bóng đá, Philippines với Indonesia, 19 giờ 30 phút ngày 2 tháng 1. Philippines đã chính thức bị loại, lại có phong độ không tốt nên cơ hội để Indonesia giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng ở bảng AAFF Cup 2022 là khá lớn. Thông tin lực lượng, Philippines với Indonesia, việc hàng loạt cầu thủ trụ cục như thủ môn New Angeles, hậu vệ John Patrick Stroud hay anh em nhà Mike Oat và Manny Oat, không tham dự đã ảnh hưởng đến sức mạnh của philippines trách nhiệm được đặt lên vice rock nhưng cầu thủ này đã lên hàng lão tướng nên không thể gánh phát được nhiệm vụ làm đầu tàu indonesia cũng có một số cầu thủ nhập tịch như elkan bekov gốc anh và sandy gốc bỉ không thể góp mặt nhưng bù lại chất lượng nội binh giỏi cùng với một số cầu thủ nhập tịch khác chơi tốt đã giúp cho họ vẫn đang trên hành trình tiến vào bán kết rõ ràng Hai cầu thủ nhập tịch gồm trung vệ Jordi Amat và tiền vệ Mark Lope đã thể hiện vai trò của những điểm tựa về chuyên môn cho các đồng đội. Trước cuộc đối đầu này, cả Philippines lẫn Indonesia đều bảo toàn được lực lượng hiện có khi không một cầu thủ nào bị chấn thương hay thẻ phạt. Phong độ của Philippines với Indonesia Chất lượng đội hình không cao nên Philippines đã nhập cuộc AFF Cup 2022 với thái độ bị nghi ngờ. Thực tế, đội bóng này đã không thể hiện được hình ảnh bất trị như trước đây. Sau 3 trận ở vòng bảng, Philippines chỉ thắng được Brunei. Còn thua trước Campuchia và Thái Lan, Stroke và đồng đội đều phải nhận thất bại, thậm chí đại bại trước Thái Lan. Trong lúc đó, Indonesia vẫn đang thể hiện hình ảnh của một ứng cử viên vô địch bằng chuỗi 3 trận bất bại vừa qua, trong đó có trận hòa trước Thái Lan, trong thế dẫn bàn trước và chơi hơn người. Đội hình dự kiến trận đấu giữa Philippines với Indonesia. Philippines, Julian Guyer, Simen Linh Bộ, Jefferson Tabinat, Jesu Melia, Agno Amita, Kensiro Daniels, Oliver Bayers, Amani Agenando, Tiffany Srock, Mark Mừng, Audi Menji, Indonesia, Nadeo Aga Winata, ASNAVKI Mangkulam, Jody Amat, Fatrudin Arianto, Pratama Akhen. Cách mắt Irianto, Mark Glock, Iacob Seuri, Nguyễn Ân Sulaman, Igi Maulena Dendi Sulistiawan. Dự đoán tỷ số, Indonesia thắng Philippines 2-1. Bản tin góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.